Chào các bạn nhé. Ví dụ các bạn là muốn luồn sợi dây qua cái đường ống dài này. Hoặc là các bạn muốn luồn dây từ lỗ này qua lỗ này. Ví dụ chúng ta muốn luồn dây điện này qua đi. Thì đây mình chia sẻ ví dụ thôi nha. Còn là trường hợp mà hai cái lỗ này nó cách xa nhau hơn nữa thì chúng ta mới cần áp dụng cách này. Nếu mà là dây điện thì các bạn áp dụng cách này cho dễ này. Đây các bạn lấy một đoạn dây mềm, dây gì cũng được miễn nó mềm nhé các bạn. Rồi chúng ta buộc một đầu dây mềm này vào đầu dây điện đây. Còn đầu dây mềm này chúng ta cột vào cục nam châm. Rồi bây giờ mình luồn qua cho các bạn xem nha. Chúng ta đặt một cục nam châm bên ngoài. Kéo đi. Bây giờ các bạn cầm sợi dây này. Chúng ta kéo qua thôi. Quá dễ phải không các bạn?